Đây, giải chiếc 15 cái ra đây. Nhân viên nhà chị, em thì em phun nước một tí nước vào phía dưới để nó cái này nó khỏi bay. Để nó đỡ mất thời gian. Chỉnh đi chị lại, đặt sát đâu nằm đấy. Nó cái này thế này không đủ. Ngày 12 chị nhà dùng 10. Ở nhà em dùng 11. Đấy. 11 em làm 4 cái đỡ bị dính nhau ấy. Đấy, thế có gió phát là cái này cũng cũng ướt là nó lại bay này. Tiếp tục từ. Nói chung là nó nhân nó nằm trong ở trong. Em nó vừa vừa thôi, đẹp quá em không làm được đâu. Làm nhanh rồi. Làm 300-400 cái thì nó mới lấp. Tay xoay đều. Gạt ra ngoài nhanh hơn. Xong cao để cái khách tay xe vào đây cái nào. Nhân đi trên tay được rồi lại còn cứ để xuống dưới đấy chị. Em sợ cô quát. Em đã quát được ai. Đi trên tay được rồi cứ đi đi. Đây từ từ đây này, cái đoạn dưới này. Để yên nha. Luồn ngón tay vào. Đúng, nó mới đều. Nhưng mà... quẹt như thế thì nó sẽ không đều được mà đấy, chị bị cái lỗi này thôi. Nhưng mà lười kiểu đấy, tại là... lười thôi, tại làm lười. Làm nhanh thôi. Thì tại lười cho nên vậy. Rồi ok. Nào đi nhá. Vân ơi em tạm dừng em cầm một chút. Không phải già cái này đâu. Biết vì sao cái bộ này nó càng già ra cái bánh này thì nước tuy nhiên này nó xẹp xuống thì cái bánh của người ta càng già. Nó càng xẹp. Cho nên thì như này thôi, không cần thể xẹp đâu. Để bồn mềm mà thì nó sẽ miết lên được. Đây nhá. Nào, ấn cái cục phong mai xuống một xíu. Một xíu thôi chứ đừng ấn nhiều mà nó sắc nó rách này. Tay cầm đúng rồi, cầm như này đúng rồi, ngón cái để lên trên. Đấy, đây. Đây, cầm ở cái viền gần cái ngắn ngắn ngón tay trỏ này. Đặt lên trên, ngón tay trỏ là nghỉ giữa. Đúng, đặt, vay.
Mình xong một ngày thì mình cất đi, bởi vì nó là một mẻ. Thế nên là mình cứ xong mẻ nào là mình sẽ ủ mẻ đấy. Nên cái này cái cũng... Xin chào là cái phô mai đi. Đừng kéo, chỉ đẩy nó thôi, đừng kéo bộ. Phô mai có thể khó hơn, hay mở tủ ngủ cho vào luôn. Ừ, tí nữa mới bật. Bên này được cả một cây kia rồi chứ tưởng được mới được một ngân này. Siêu nhiều móng tay. Dồn thêm hết bánh vào trong kia đi để vào. Bỏ. Cho vào cùng một mẻ đi.
vỏ cũ, vỏ mới này để riêng ra nhá. Đấy, cái móng tay rồi, dùng cái phần phần trong này bóp thì nó đỡ móng tay. Không. Hả? Cũ đó. Nhân gì đấy chị ơi? Bò tay phải lôi lên thêm nhiều hơn, lôi lên. Tay trái giữ, tay phải lôi lôi mạnh cái bột cho nó cao bánh lên. Cái này là của chị vừa đặt vào đây. Cái này là tại vì cái này mới. Đây, đây mới. Cái này là mới. Đây. Cái này là nhân gì? Đây, nhân gì? Đây. Em ơi, đỡ cho anh cái bột cũ sang đấy. Chị đỡ em. Chị gọi xà xíu à? Xà xíu cho hai chấm bên đây. Nhờ, nhờ các chị làm được. Bồi đi. Chấm. Cái gì cơ? Đây, đây, đây. Hết bột rồi đấy. Đeo không? Tay chị siêu lắm. Bạn này là siêu nhất đấy. Như đẹp hơn cả gói bông quân đúng không? Về nhà thì phải nhấc hết lên tay, làm cho nhanh. Để em, cái tay, cái ngón giữa này chị gạt sang làm cứ này, quận hết vào đầu ngón tay đấy thì để chị bóp. Đẩy nhân về phía kia, đẩy nhân hết rồi. Quan chị gói. Diễn tí. Móng tay, tránh cái móng tay ra cô.
Đấy, thế bánh có cái núm đấy là không chạy đi đâu được. Đưa đây xếp cho này. Cái bánh bỏ ra ngoài đi để ủ, cho hết vào bánh, cho hết vào đi để ủ đi. Ở trong kia còn cái cũ nào không ạ? Mang đi ủ đi. Bỏ ra kia rồi mang đi ủ. Có còn cái khay nào nữa không? Hello mọi người. Khóa họng này là khóa 97 nha mọi người. K97. Khóa tiếp theo thì chắc vào cuối tháng em mới có lớp. Đây là mọi người đang hăng say vặn. Đây chị này là cái chị chưa liên quan gì đến bánh. Bàn tay này là chỉ làm da. Thì làm ra hôm nay lần đầu tiên làm bánh, nhưng mà bát muối thì lại ok nhất hội. Đây, mọi người đang làm nhân thịt trứng. Thì phỏng vấn chị nha. Đấy, mình muối rất đều luôn nhá. Cái khóa này thì đa số mọi người bắt nó form tay rất là đều. Lỗ to thì sửa mãi không được. Vẫn như mọi các khóa khác thôi, khóa trực tiếp thì chúng ta sẽ học ba nhân. Đây là nhân thịt trứng và nhân xà xíu và bò ạ. Đẹp quá lại ha. Đẹp lắm chị ạ. Khóa này ai cũng bắt múi đẹp. Đây, thành phẩm đây mọi người này. Có thấy mùi không chị? Nó cứ mùi ngay ngái kiểu này. Làm gì có? Kiểu ở trong em không mùi ngay ngái gì có này đâu, nó lại kêu. Thế làm gì thấy mùi đâu? Em hiểu cái mùi dầu mè nó lên ý. Thế nhưng mà chị có cho dầu mè không? Có, em vẫn cho dầu mè. Thế thì sao chị không thích, chị bỏ dầu mè đi? Thì có thể là bên... Đúng rồi, làm gì thơm, muốn gì đâu nhỉ? Thơm mà. Hay là chị không hợp với cái kiểu dân trong đấy không hợp đi. Không hợp, bỏ dầu mè đi. Chị bỏ túm luôn cả phần này này. Tí nữa phần đoạn cuối nó đỡ bị kiểu như này. Anh ơi, anh cho bánh vào ủ chưa? Anh cho bánh vào ủ đi. Hết một mẻ cũ rồi, cho vào ủ đi làm gì nữa. Bị làm sao? Ồ, Huy bị làm sao đấy? Vẫn bị lỗ to à? Thế bị làm sao? Bị làm sao mà cần khắc phục mãi vậy? Đây, không, bánh này đều có trứng, không có trứng ở ngoài kia. Không, bên đấy chỉ có phô mai thôi, bên đấy chỉ có hai nhân đấy thôi thì chắc là nặn đấy. Tí nữa bác bẻ bánh ra xem cái nào nhân nào nhá.
Xong bánh thành phẩm cầm về thì ai được nhân nào thì chấp nhận nhân đấy nhá. Nếu mà đánh dấu nhầm nhá. Này, chị bảo em cố gắng miết cái bột này, miết hẳn vào đây này. Xong đến lúc là cái form bánh của em, chị thấy nó cứ thấp thấp bè bè ấy. Cố gắng lúc đi này, em kéo nó lên. Lúc miết này em hơi kéo nó lên cho cái form. Đồng thời cái tay này em bóp lên một xíu. Nó sẽ cao form hơn. Em còn nhấn xuống để cho nó bè ra tí, nhìn bánh nó to hơn. Ôi, nó bè thế thì... Mọi người cứ thích cao form mà chị cứ thích bè à? Bè bè nhìn nó to, người ta bảo bánh này to. Đợi xíu đang lấy nốt kìa. Trong lúc này thì ai đi trộn phương pháp men tươi đi. Trộn bột phương pháp men tươi đi. Có ai đi trộn không? Cô lấy cái men tươi. Cái men tươi vừa nay mình trộn bột xong mình ủ trước rồi. Ủ lần, hai lần. Cái này là ủ một lần. Cái này là một lần thôi. Bây giờ trộn nước cái đấy là xong. Em ở nhà thì làm cái này. Ừ, nếu mà ai muốn tiện thì làm cái này là nhanh rồi. Đấy là chồng chị làm nhảy cóc. Không cần thiết phải tròn. Không cần tròn. Ở cái bao bì bộ đấy, cái bao tải đằng sau. Nhưng mình ở nhà chia tay thì ai ra cân bột cùng cô này. Em làm men tươi. Làm men tươi. Cái hình đấy nó cũng thì nó như thế nào thì mình bắt như thế, chẳng qua là cái bánh nó sẽ không được cân múi như này thôi. Nó múi nó túm nó vẹo bên này, nó vẹo bên này. Nói chung là khi mà chị làm nhiều thì chị cũng chả cán thế đâu, chả bo này đâu. Không, cái móng tay dài thế kia thì không biết đi là cứ bấu bấu à. Các cái vết bấu đấy tí nữa hấp là nó vẫn còn đấy, nó không bị mịn đi được đâu. Cho nên là những ai có móng tay thì chấp nhận bánh mình làm ra nó hơi bị sần sùi. Bó tròn vào được, không phải mịn đâu, bột nó cũng mịn rồi. Đấy, nó làm gì, nó có tay à? Hả? Chia tay đấy. Ừ, nó có thường một ít bột thì chia tay. Dạ. Cân vào cái âu xanh vừa nãy của mình đấy ạ. À? Chị em nào dạy cân bột cùng ấy đi, Vân Anh ra cân bột cùng cô đi. Anh lấy cân nó chuẩn. Nhìn nhau. Em đang nhìn anh nhìn cán, cán anh dã man rồi. Chị cái đường nhá, đường tí nước cho vào cái ô bột men nhá. Hướng dẫn cô luôn. Anh bị chuyên rồi chị. Sao? Em đang bảo em nhìn anh nhìn cán nhanh dã man luôn. Ở nhà mình cứ... À thì chân em cán hả? Chân cán, chân đong bột. Đây là chân trộn bột của chị. Chân trộn bột, chân cán bột. Đồng thời là xong việc xong thì lại phải chân bắt múi. Có mỗi chân ủ bánh, hấp bánh thì không chịu làm thôi. Lớp hôm nay rất là đông vui mọi người. Chị em nào quan tâm đến lớp trực tiếp khóa tiếp theo thì inbox em gửi thông tin nhé. Khóa tiếp theo thì dự kiến vào cuối tháng nhé. Thôi nha, bye bye cả nhà. Ai có cần inbox hay là thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho em. Nát rảnh em sẽ trả lời ạ.